Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hà Nga. Trong video này, Hà Nga sẽ chia sẻ với các bạn 5 cách nhanh nhất để có được cơ bụng 6 múi nhé. Cơ bụng 6 múi đó là biểu tượng của nam tính và thước đo sự hấp dẫn của cánh mày râu. Ngoại trừ một số trường hợp cơ địa bẩm sinh trời phú thì đa số đều rất vất vả luyện tập mới có được. Tuy nhiên, hôm nay Hằng Nga sẽ tiết lộ với các bạn bí quyết để có thể có cơ bụng 6 múi một cách nhanh nhất bạn nhé. Cơ thể của mỗi người chúng ta đều có cấu tạo là cái cơ bụng là 6 múi. Thực ra mà nó là 8 múi thì đúng hơn. Tuy nhiên thì do cái lượng mỡ thừa trong cơ thể mình nó nhiều và nó che phủ lên thì chúng ta không thể nhìn thấy được cái 6 múi nữa rồi. Còn một số người thì cơ địa gầy thì cũng không có mỡ, nhưng mà do mình không có luyện tập nhiều cơ nó không nở nang nên là cũng không nhìn thấy 6 múi. Vậy cách để chúng ta có thể có được cơ bụng 6 múi đó chính là chúng ta phải luyện tập để giảm cái vùng mỡ thừa đi và tăng cái vùng cơ của bụng lên thì chúng ta sẽ có cơ bụng 6 múi. Và sau đây đó là 5 bí quyết để giúp chúng ta có cơ bụng 6 múi bạn nhé. Thứ nhất, đó chính là cần phải luyện tập ở cường độ cao ít nhất là 4 lần trong một tuần bạn nhé. Thì có rất nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là như vậy thì luyện tập thì bao lâu mới có cơ bụng 6 múi? Cái này thì nó còn tùy thuộc vào cái lượng mỡ toàn cơ thể, nó gọi là cái body fat ấy, ở trong cơ thể mình đấy. Nếu như một người mà lượng mỡ trong tổng cơ thể body fat là dưới 10% thì là sẽ chắc chắn là sẽ hiện rõ được cái cơ bụng 6 múi. Còn lại nếu như mà lượng mỡ dư trong cơ thể mà từ trên 14% thì chỉ nhìn thấy 2 múi của cơ bụng trên thôi bạn nhá. Và để chúng ta có thể đốt được cái lượng mỡ thừa thì một cách nhanh nhất đó chính là luyện tập. Chúng ta có thể luyện tập các cái bài tập các cardio và kết hợp với tập tạ. Ngoài ra thì bộ môn yoga cũng có rất nhiều những cái bài giúp chúng ta tăng cơ và giảm vùng mỡ bụng để giúp các bạn có thể có cơ bụng 6 múi được. Theo như tính toán đấy thì những cái bài tập tạ của chúng ta 1 giờ thì sẽ đốt được 400 calo thừa. Còn các cái bài tập cardio đấy thì 1 giờ ví dụ như chạy trên máy chẳng hạn, nhảy dây đấy, thì 1 giờ sẽ giúp các bạn tiêu thụ được khoảng từ 250 cho đến 350 calo. Theo tính toán thì cứ 1kg mỡ của cơ thể chúng ta thì sẽ sản sinh ra là 9.300 calo bạn ạ. Rất là nhiều đúng không ạ? Và nếu như một ngày mà các bạn đốt được 500 calo đi và chúng ta luyện tập 20 ngày trong một tháng thì một tháng các bạn sẽ đốt được khoảng, giảm được khoảng 1,1 cho đến 1,2kg mỡ với một người lượng mỡ cơ thể là 18% nhé. Nghĩa là các bạn chưa nhìn thấy cơ bụng đấy là ở cái mức mỡ đó, và nặng ví dụ là 80 cân cho cao 1m70 thì chúng ta có thể luyện tập với cường độ cao đấy trong vòng 4 tháng, tối thiểu là 4 tháng thì sẽ giúp các bạn có thể nhìn thấy được cơ bụng rồi bạn nhé. Thứ hai đó là chúng ta cần phải bổ sung nhiều chất đạm cho cơ thể. Khi mà cơ thể chúng ta hoạt động nhiều thì tất nhiên rồi mình cũng phải cần lại cái lượng đạm protein đấy để bù đắp lại cho các tế bào và cái sợi cơ trong cái cơ thể mình. Và một người bình thường thì chúng ta sẽ phải cần là 1g protein cho 1kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nhưng nếu mà chúng ta luyện tập thể thao mình sẽ phải cần nhiều hơn bạn nhé. Sẽ phải cần từ 1,5 cho đến 2g protein cho 1kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Và trong 100g thịt lợn thì sẽ có 19g protein thôi bạn ạ. Nhưng mà ở thịt gà thì nó sẽ nhiều hơn, nó là khoảng 22g. Và ở tượng thịt bò là còn nhiều hơn nữa, nó là 24g protein. Nhưng mà chúng ta nên hạn chế là ăn các cái loại đạm đỏ thôi, thịt bò là đạm đỏ bạn nhé. Mình nên là ăn những cái loại đạm trắng như có trong các loại cá này, thịt gà này. Đó, mình cũng có thể thay thế bằng các cái loại đạm của thực vật có trong các cái loại đỗ tương hoặc các cái loại đỗ khác. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà mình sử dụng đạm thực vật thì cái thời gian cơ thể cần để chuyển hóa nó sẽ lâu hơn bạn ạ, lâu hơn nhá.
Whey protein được coi là một nguồn protein hoàn hảo để bổ sung cho những người luyện tập thể thao nếu như mà các bạn có điều kiện. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải nhớ là mình phải tăng cường ăn rau xanh và mình hạn chế chất tinh bột và đường bạn nhé. Thứ ba đó là chúng ta cần phải ngủ đủ giấc. Khi luyện tập thường xuyên thể thao thì trong cơ thể nam giới sẽ sản sinh ra cái chất testosterone, đó là cái hormone nam giới. Và cái hormone này nó sẽ cũng được tiết ra rất nhiều trong cái khi chúng ta ngủ, và nó cơ thể sẽ hồi phục và sản sinh ra thêm cái hormone đó cho chúng ta. Nếu như mà mình ngủ không đủ giấc, bạn biết rồi đấy, thì mình sẽ rất là mệt mỏi, uể oải, và nó sẽ giảm cái lượng sản sinh cái testosterone ở trong cơ thể mình đi. Ngoài ra khi mà bạn ngủ không đủ giấc thì nó có những cái hormone, đó là cái cortisol, nó làm như hormone stress ấy, nó sẽ làm bạn tăng cái lượng mỡ lên và nó sẽ tích tụ ở vùng mỡ và khiến cho chúng ta rất là khó để có được cơ bụng 6 múi đấy bạn nhé. Thứ tư đó là không tập bụng quá nhiều. Nghe thì có vẻ như rất là mâu thuẫn, nhưng trên thực tế rất là nhiều bạn cứ đến phòng tập là lao vào tập bụng, ngày nào cũng tập, ngày nào cũng tập bụng, nhưng mà kết quả là các bạn không thể có được cơ bụng. Bởi vì sao? Vì cơ bụng của chúng ta thì cũng như tất cả các cơ khác trong cơ thể thôi, mình cũng cần phải có thời gian để chúng mình nghỉ ngơi, để cho cơ nghỉ ngơi. Mình cứ tập liên tục như vậy thì cơ rất là dễ bị tổn thương và rất khó để cho chúng ta có cơ bụng được. Và tốt nhất là chúng ta nên tập một ngày, chúng ta nghỉ cách ra một ngày, hoặc nếu như ngày hôm sau bạn vẫn tập thì chúng ta sẽ đổi tập vào các nhóm cơ khác bạn nhé. Cơ bụng có thời gian nghỉ ngơi thì lúc đấy mình mới phát triển được cơ được. Thứ năm đó là chúng ta cần phải biết giữ cái thành quả của việc tập luyện của mình. Theo như các chuyên gia thì để có được cơ bụng 6 múi, chúng ta cần phải luyện tập với cường độ cao với tối thiểu là khoảng 3 tháng thì mình sẽ có được. Nhưng bạn chỉ cần lơi là ra trong vòng 1 tháng thôi, mình ăn uống thả phanh rồi mình không luyện tập đi nữa, thì là tất cả sẽ đi công xuống sông xuống biển hết, 6 múi lại dồn thành 1 múi thôi bạn nhé. Hãy nhớ là phải biết giữ cái thành quả luyện tập của mình, và khi có được cơ bụng rồi thì mình cũng cần phải duy trì thường xuyên và đều đặn. Trên đây là chia sẻ của Hoàng Nga về 5 bí quyết giúp bạn có được cơ bụng 6 múi một cách nhanh nhất. Bạn hãy nhớ nhé. Thứ nhất đó là luyện tập cường độ cao. Thứ hai đó là chúng ta cần bổ sung đạm cho cơ thể. Thứ ba đó là ngủ đủ giấc. Thứ tư không luyện tập bụng quá nhiều. Thứ năm cần phải gìn giữ cái thành quả của việc tập luyện của chúng ta. Ngoài ra chúng mình cũng cần phải chú ý là kết hợp với lại chế độ dinh dưỡng. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì sẽ cho chúng ta có một cơ bụng 6 múi một cách nhanh nhất. Nếu các bạn cần thêm cái thông tin về chế độ dinh dưỡng thì trong danh mục danh sách phát có trên kênh của Hằng Nga có tên là chế độ dinh dưỡng đấy, thì các bạn sẽ xem trong đó cách làm thế nào, bổ sung đạm như thế nào, uống nước ra sao, thì các bạn sẽ xem trong đó nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hằng Nga trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hằng Nga để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hằng Nga xin chào. Bye bye.